Rồi, hello anh em. Có ít phụ tùng bán anh em. Rồi, anh em coi làm được cái nào thì liên hệ em ha. Bán thanh lý cho nó lẹ nè. Thì cái bó này là cái bó cái khúc cần mềm. Cái bó này là cái bó khúc cần mềm với lại là cái cáp anh em. Là hôm trước là không hiểu sao soạn bán cho anh nào mà 400 ngàn nè, mà không hiểu sao giờ nó lạc cái địa chỉ hay là đâu rồi, sao giờ nó còn nằm ở đây lôi ra gặp nè. Thì cái bó này vừa cần mềm vừa cáp ở trong luôn nha. Thì hôm trước không biết bán nhiêu, 400 ngàn anh em nào mua lại thì em bán 300 ngàn ha. 300 ngàn với lại cộng phí ship anh em, chung đây nó nhiều lắm nha. Nó hình như là nó tới mấy chục bộ lận. Đó, em thấy là nó nhiều lắm. Đó, thì cái bó này nha, 300 ngàn cộng phí ship. Đó, cần mềm nha. Cái khúc cần mềm với lại là cái khúc ti ở trong á, khúc đen anh em. Đó, cái này cái khúc này nè. Nha, từ nguyên cái khúc này. Đó, với lại là có ruột ở trong luôn nha, đủ loại hết. Đó, nguyên cái đống này. Giờ làm biến khu ra bán đại cho anh em đi. 300 ngàn, bán cho nó chống nhà. Đó, cái này nó nặng lắm nha nè. Đó, 300 ngàn cộng phí ship nha. Rồi, tới mớ đầu bò nè. Còn soạn mớt đầu bò này nó hết luôn nè. Anh em coi làm được làm ha. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 40 ngàn một cái. 20 cái là 800. 1 triệu cho cái đống này nha anh em. Thì cái đống này á là đa phần là cái đống này là hư đạn nha, hư đạn nhông còn anh em. Cái đống này là hư đạn. Nha, tình trạng là nó bị cứng đạn, đó là nhông còn. Giờ anh em thay lại thì những cái đầu bò này là toàn đầu bò thông dụng không nha. Có 1 triệu ha, mua đống đó tặng đống này. Đống này thì nó bị tuôn nhông anh em. Đống này thì bị tuôn nhông nè, với lại mấy cái nó bị lỗi nè. Đó, nói chung là đống này hư. Đống này hư đi, còn đống này nhông còn. Nhông còn thì về anh em thay đạn lại vô kẹp là xài ha. Đó, thì tặng cho anh em đống này. 2 4 6 8 10 12 cái luôn. Đó, 12 cái với nữa 25 cái nữa. 37 cái 1 triệu đống này ha. Chốt thì tự trả phí ship nha anh em, không có bao nha. Đó, là về anh em làm ha. Cái 12 cái nãy là tuột nhông là tặng nha, còn mấy cái nhông còn mới tính tiền cho anh em là 40 ngàn cái. Bán hết nha, bán hết anh em, không có bán lẻ nha. Rồi, cái nóng này thì 1 triệu ha. Anh em chốt thì liên hệ trực tiếp giùm em cái. Rồi, đây nãy màn thịt có bọc đồ của con cơm su đài nè anh em. Đó, nãy màn thịt được cái con cơm su đài dư mấy cái đồ nè. Thì đây cái này nãy màn thịt lấy cái bộ hơi nha nè, lấy cái bộ lóc á, rồi nó dư ba đồ này nè. Thì bán cho anh em nè. Đó, đầu tiên là cái bình xăng con nè. Cái bình xăng con nó có dây điện, dây nhợ gì tùm lum cho nè anh em. Đó, chế quanh gồ đàng hoàng nha, chế quanh gồ đàng hoàng. Đó, thì nguyên cái bộ dây ga. Dây ga rồi cụm đề rồi tay ga rồi công tắc rồi đó, nó còn búa xua đây chưa nè. Đó, anh em coi về làm ha. Thì cái con này em lấy cái bộ lóc của nó rồi, gắn qua con máy cần thẳng rồi thì dư nè. Đó, nguyên cái đống này đâu bán bán anh em bộ này 300 ngàn ha. 300 ngàn. Cái đề còn nè anh em, chụp giật đề còn nè. Đó, cục đề còn lăn nha, nãy em thấy nó còn lăn á. Đó, đó lăn nè. Đó, con này là con cơm. Anh em gắn cơm 23, 26 là đều được hết nha. Đó, thứ nhất là bộ đề, cục lửa. Bộ đề, bộ lửa. Đó, nội thông thường gỡ bộ lửa này không, 200 mà. Bộ lửa cơm đề nha anh em, bộ lửa cơm đề ha. Còn cái mâm lửa của nó luôn nè nha, theo bộ nó luôn nè anh em. Đó, theo bộ nó luôn nè. Đó, rồi bình xăng con. Rồi bộ này. Rồi cái chuông. Đó, cái chuông luôn nè, cái chuông còn lăn được luôn nè. Đó, nguyên cái chỗ này 300 ngàn ha. Đó, 300 ngàn cái chỗ này. Đó, nội cái bộ chế 200 bán lẻ không. Thường thường cái bộ chế quanh gồ một kim nè, 200, lửa 200 nữa 400 nè, bán hết ha. Thôi, bán hết chỗ này anh em 300 ngàn. Làm được thì nói nguyên cái bộ của con cơm đề 300 ngàn gọi cho em ha. Nay quên ghi số rồi. Rồi, thì đây, cái đống bình xăng con. Đống bình xăng con này thì có nắp e dây ga rồi đầy đủ cho anh em luôn nè. Một, hàng tháo máy nha anh em. Hai. Đó. Ba nè. Bốn nè.
nay lụm dọn phụ tùng cho anh em. Năm nè, Tết gần tới rồi. Sáu nè, bảy nè, tám nè, tám bộ có nắp que luôn rồi. Cảnh bữa nay xịn dữ ta. Tám rồi, chín nè, mười nè, mười một, mười hai, cái này thì nó mắc cái trái gà, mười ba bộ mà tám bộ có nắp que rồi. Đó, thì những cái bình này là của những con, cái này là của TG2425 nè. Đó, TG2425 nè anh em, Kyrgyz Echo nè. Đó, Sindewa nè, Singu rồi nè. Thì mười mấy bộ này 400 ngàn anh em. Chưa đến 40 ngàn bộ nữa, 13 bộ. Đó, thì hết cái chỗ này. Bán cho anh em 400 ngàn ha, bình xăng con bãi anh em, hàng tháo máy nha, hàng gia băng nè, những cái này em cho thợ gắn chế mới ra nó dư ra nè. Đó, còn dây ga rồi còn nắp e rồi luôn nè. Đó thì bán như trên video nha anh em. 400 ngàn ở chỗ này. Bình này của Sindewa nè, còn cái vú bóp luôn nè. Đó. 400 ngàn lỗ này nha, anh em làm được thì liên hệ dọn cho nó chống nhà bớt. Rồi thì đây thì bữa hổm có bằng thịt hai con bơm nước tên là 33 thì nó dư ra cũng một đống đồ luôn nha anh em. Dư đống đồ này bán cho anh em 250 ngàn. Đồ tên là 33 nha. Đó, đồ bơm của máy bơm nước anh em. Gỡ ra lấy nòng rồi lấy bình xăng con rồi lấy đồ rồi nó còn dư cái gì nè. Đó, nó còn dư nhiêu đây nè anh em. Thì đây thứ nhất là hai cây dên bơm nước còn nè. Đó, nguyên đống này bán cho anh em 250 ngàn thôi. Đó, hai cây dên bơm nước rồi hai cái lóc bơm nước nè. Đó, rồi chụp giật nè. Đó, chụp giật còn tốt hết nha. Đó, chụp giật hai cái này còn nguyên nè. Thì cái này em gỡ trong hai cái bơm nước ra nha. Đó, rồi mâm cục IC thì còn con cục à. Ai luộc hết cục à. Đó, rồi đít đéo rồi gì đâu một từ lưa cho anh em. Đó, ha, thì anh em coi hết cái chỗ này nha. Còn cái được cái áo bồn. Đó, qua lăng của bơm nước. Đó, cánh quạt của nó nè. Đó, rồi hết cái chỗ này 250 ngàn nha anh em. Đóng bơm nước này. Đó, thôi em sồn vô cho một bao luôn. Chốt thì tự trả tiền ship nha, không có bao nha anh em. Đó, thì anh em làm được cái món nào thì liên hệ ha. Để ra trước cái còn gì nữa không. Rồi đây có cái đống nắp que nữa anh em. Đống này mới đổ ra bán cho anh em chỗ này 200 ngàn cho nó nhanh, cho nó chống nhà. Lộn xộn anh em. Bua lua, bua hết nha. Đó, coi làm được gì thì lấy. Thì những con mà nó còn nửa nắp, nó thiếu nửa nắp đó, thì dục vô đây. Những con mà lên chế thì nó dư nắp rồi cũng dồn vô đây ha. Nó bán nguyên cái lỗ này 200 ngàn về. Coi sòn tới sòn lui xài được gì xài anh em. Bộ nắp của cơm mít su nè. Cơm mít su bình xăng tay đỏ nè. Echo, TL. Nói chung là từ lưa hết. Nguyên lỗ này bán cho anh em 200 ngàn thôi. Tự trả tiền ship nha. Ở trong đây thì em thấy nó có tay ga chó rồi mấy con trong đây luôn nè. Đó, tay ga chó rồi cổ phím rồi nè. Cái này của hàng Tàu. Đó, cổ phím Echo nè. Nắp E của TH nè. Nắp E này còn luôn nè. Đầy đủ hết nha anh em. Còn lộn vô đây cái bình xăng con luôn nè. Tay ga sắt. Tay ga sắt. Rồi trong đây cũng thấy mấy cái nè. Đó, nha. Tay ga chết. Cái thớt của quanh rồ luôn nè. Thớt bộ chế quanh rồ luôn nè. Hai kim luôn. Quá xịn sò. Rồi cái lỗ này 200 ngàn anh em. Chốt thì vô bao cho địa chỉ. Chốt thì tự trả tiền ship nha. 200 ngàn cộng phí ship. Đập em này bể rồi. Đó, nói chung là bán lộn xộn nha nè. Đó, nguyên cái đống này là 200 ngàn anh em. Coi làm được thì chốt một đống luôn. Này về căn phế liệu lên không cũng lời nữa. Rồi anh em làm được cái món nào thì liên hệ trực tiếp giùm em ha. Bye bye anh em.